What's up và Vân xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Blue Game. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với cuộc hành trình chinh phục vùng đất đời lên ở phiên bản ARK Ascended các bạn. Trong tập lần trước thì mình đã mang về nhà được một em Agen có level rất là cao luôn. Bên cạnh đó thì mình cũng đã có được một em Stego để thuận tiện cho việc mà farm trái cây. Và hiện tại thì mình đang sử dụng em Stego này để farm một ít Naco Berry để làm Naco tích chuẩn bị trong cái cuộc hành trình ngày hôm nay. Thì dự định của mình á, thì trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ đi thuần hóa những con vật cần thiết để hỗ trợ mình cho cái việc mình sinh tồn sau này nha các bạn. Được cái thì nhà mình cũng khá là nhiều đồng cỏ, nhưng mà các bạn biết rồi đấy, nhiều đồng cỏ thì những cái bụi cây thì nó cũng ít đi. Và hiện tại thì mình đang farm hơi bị ít. Mình không nhớ rõ là đây có phải là chế độ farm trái cây không nữa, nhưng mà thử mình chỉnh một cái chế độ khác xem như thế nào nha. Chế độ này thì có hình cái lưỡi kiếm nè. À, cái này là tấn công hay sao đó các bạn ạ. Còn cái này là đang ở chế độ phòng thủ thì phải. Mình sẽ kiếm một cái bụi cây nào đó để thử xem rằng cái chế độ nào có thể là farm ra nhiều berry nhất. Đằng đây nè, đằng đây có một vài cái bụi nè. Với lại thì trong tập lần trước thì khi mà mình hỏi tất cả các bạn về việc rằng liệu rằng mình có nên mod cái quả cầu vào hay không, thì đa số nhận được cái sự trả lời từ tất cả các bạn rằng là anh đừng có mod vào, chơi khó khó đi. Thì nhưng mà các bạn mới hứa một điều là các bạn sẽ vẫn ủng hộ mình thì mình mới chơi khó được nha. Nếu không là kiểu là không có được đâu đấy. Tính ra em Stego của mình farm trái cây ít, rất là ít luôn á mọi người ạ. Nó farm những trái khác thì ok, nó farm hạt cũng được. Nhưng mà sao mình cảm giác rằng cái con Stego này nó farm còn thua con Kike nữa cơ. Thật sự nha, thật sự mình đang thấy hiện tại là em Stego này farm còn thua cả em Kike trước kia của mình cơ. Hay là do những cái bụi này nó rất là ít những cái trái berry ta, rất ít những trái Naco berry nên là farm rất ít. Nếu mà muốn biết thì mình sẽ chắc là mình sẽ bắt thêm một em Kike. Lúc nãy thì ở nhà của mình thì thấy có xuất hiện một vài con Kike cùng với đó là một em Raptor kìa. Đó, cuộc chiến giữa Kike và Raptor kìa các bạn. Rồi, con Kike đốm máu rồi anh em ơi. À hình như là mình nhầm. Con Kike chưa rớm máu. Trời ơi, Kike level 180 và Raptor level 190 à. Đây là cuộc đối đầu khá là cân sức giữa hai con vật. Và mình thấy thì theo mình nha, theo mình dự đoán là con Kike sẽ giành chiến thắng. Kike giành chiến thắng là đúng không? Rồi hai con vật thì mình thấy là con Kike có vẻ là bầm tím người nhiều hơn rồi. Ây da, cho mình chọn lại được không các bạn? Mình chọn là Raptor sẽ giành chiến thắng á. Rồi xong. Thế là cúc. Ây da. Từ từ. Mình sẽ bắt con Raptor này luôn. Ủa con Raptor này sao cắt không được ta? Ủa sao? Ây da, ủa nó chết. Ủa nó quýnh chết con Raptor luôn rồi. Thôi để cho nó quýnh đi các bạn ơi. Để nữa bắt con khác. Ui tính ra con Raptor này trâu quá vậy. Ôi trâu điên luôn á mọi người. Ôi con Raptor. Ôi à, Alpha Raptor anh em ạ. Alpha Raptor. Ủi hèn chi mình thấy nó là lạ. Ồ chết rồi. Ôi. Ây da. Alpha Raptor các bạn ơi, mình kiểu như là nào giờ Alpha thì mình thấy nó bị xì lửa á, còn lần này mình không thấy nó ra lửa. Chết con Kike của mình rồi. Hèn chi mình gấp không được. Đúng rồi, đánh Agen tao đi, đừng đánh con ấy của tao nữa. Ây da, thời tiết kiểu như ban ngày á, buổi sáng á, khó nhìn quá. Đúng rồi, cho nó đánh mình đi. Ichi Stego. Stego của mình.
À. Dạ. Mày phải trả giá. Sotego của mình hy sinh rồi mọi người ơi. Oh my god. Sotego. Sotego của mình. Sotego. Sotego. Cay thế nhờ. Này lỗi mình các bạn ơi, lỗi mình. Mình sẽ nhận tất cả phần lỗi về người mình hết. Do mình quá ỷ y. Nhưng mà pha đó mình cũng không có làm gì được các bạn. Rõ ràng là pha đó mình cũng sẽ không làm gì được. Tại vì nó là Alpha Raptor. Và các bạn biết rồi đấy, Alpha Raptor thì mình không thể nào gấp được. Chỉ mới đầu của cái cuộc hành trình ngày hôm nay thì mình đã có một cái tin không vui, nhưng mà bên cạnh đó thì mình nhặt được cái cây rìu có đâu đó tầm khoảng là 208 đam các bạn. 208 đam với lại là một cây súng à. Ây da, được hai cây rìu với cây súng các bạn ơi. Nhưng mà vẫn rất là buồn nha. Vẫn rất là buồn luôn. Hiện tại thì mình đang thiếu metal khá là trầm trọng các bạn. Metal đang thiếu nè. Và chắc là mình sẽ tên nè. Tên một dục bớt vô trong đây đi. Nako tích. Dự định ngày hôm nay của mình á thì mình sẽ đi bắt những cái con mà đi farm hay là này kia. Nếu mà trên dọc đường mình đi á, mình gặp á thì chắc là mình sẽ bắt về luôn á. Ở đây thì được 60 mấy bình hả? Tên mê chắc bao nhiêu đây là đủ rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ lên đường theo hướng này. Đi theo hướng này thì hy vọng thì mình sẽ gặp được một vài những con vật mà giúp đỡ mình farm trong cái giai đoạn sắp tới. Với lại là mình có thể là gấp về được các bạn. Hiện tại thì mình chưa có tem được quét dồ. Hiện tại mình chưa có tem được quét dồ. Vì thế là mình không có thể nào mà đem thú về được á. Chắc là phải bắt đem về ấy. Với lại là con ui, Thezi 30 à. Con Thezi này level 30 thôi các bạn ơi. Bên đây có một con nữa nè. 20 à, một cặp à. Ui, bên đây Thezi nhiều vậy. 30 à, bên đây một cặp 20-30 à. Ui, ở đây là gia đình Trike nè mọi người. Đúng là gia đình Trike luôn á. Ừ, ở đây tụi nó sống yên bình quá ha. Nè, gia đình Trike rồi gia đình Stego. Nhưng mà chắc là sắp tới mình phải bắt lại một con farm trái cây thôi. Mình sẽ tiếp tục di chuyển sang khu vực bên đây đi. Ui, lại là Alpha Raptor nữa nè. Level 40. Không biết rằng liệu rằng nó bao nhiêu máu nữa, nhưng mà khi mà giết nó thì đồ khá là ngon các bạn. Agen của mình không biết đủ sức cân nó hay không nữa. Mình hy vọng là đủ. Mình quýnh nó tới 520 mấy đam lận, còn nó quýnh mình thì yếu hơn một xíu. Mình mẩy nó bắt đầu tím tái rồi hay là do... Ừ, mình mẩy nó bắt đầu tím tái rồi. Con này là level thấp. Con này level 40 thôi. Ui, được cái nỏ các bạn ơi. Cây nỏ. Ui, cây nỏ 270. Được hai cây nỏ liền luôn các bạn ạ.
con agen của mình lên 54 level sau khi giết hai con alpha raptor. What the, oh my god, ui xịn sò con bò luôn các bạn. Ôi hai cây nọ à, cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả? Oh my god, các bạn xem nè. Mình lên thêm một cấp rồi, vậy là mình đủ cấp để mình chế được cái yên của em ấy rồi. Con agen của mình chắc là thành bá chủ luôn quá. Đừng đam đi. Nâng thêm một ít quay. Như mình sẽ nâng máu. Oh my god. Ôi, mình không thể nào mà tin được luôn á các bạn. Có cái cây nỏ xịn lắm. Từ trước đến giờ thứ mà mình cần đó chính là cây nỏ đó. Tuyệt vời quá. Để mình đánh sơ sơ thử bây giờ nó lên bao nhiêu đam nha. 800 mấy đam các bạn. Wow. Mà tính ra bây giờ là kiểu như là tìm alpha hơi bị khó luôn các bạn ơi. Cái việc mà bây giờ tìm những con alpha là khó lắm nha. Tại vì các bạn thấy đấy, như cái hồi nãy là có một con raptor alpha ở nhà mình đúng không? Nhưng mà thực sự ra là mình không thể nào mà biết được nó là alpha raptor luôn. Tại vì cái lửa của nó không còn giống như phiên bản ARK trước đó nữa. Là nó sẽ có một cái làn khói màu đỏ hay là cái gì đó. Nó rất là nổi bật. Còn bây giờ thì nó chỉ hơi hơi thôi các bạn. Nó vẫn có cái sự xuất hiện, nhưng mà nó rất là mờ nha. Nó rất là khó để nhìn thấy luôn. Quay. Thật sự à, bây giờ thì mình sẽ quay trở về nhà thôi. Để mình giết con rùa này cái. Hiện tại thì mình đang giết thú để cho cái con agen của mình đó là hồi lại lượng máu. Đánh rùa thì có vẻ đam nó bị giảm. Đấy các bạn thấy không, sau khi mà mình giết một con nào đó và kiểu như là farm cái xác của nó thì nó sẽ đang hồi máu và cái thời gian đâu đó tầm khoảng là 17 giây. Bây giờ thì đi agen thôi mọi người ơi, không đi bờ te nữa. Đi agen thôi, tại vì con agen của mình nó có cái sức mạnh kha khá rồi. Đấy, mấy cái thịt đùi này thì chắc là mình nghĩ rằng sao ta? Nghĩ là mình cho vào đây đi. Rồi, bây giờ thì mình cất những thứ nào mà không cần thiết nè. Cái nỏ cũ nè, cái nỏ mới ra nè, cất vô luôn nè. Da mình cũng cất nè. Đấy, cất mấy cái thứ này đi. Mình chỉ đem theo một ít đồ thôi, tài nguyên thôi. Rồi, bấy nhiêu đây là được rồi. Hiện tại thì xung quanh nhà mình á, thì mình cũng đã có xem rồi. Và tụi Doe cũng như là tụi Ankylo á, thì nó sẽ hay xuất hiện ở cái khu núi mà lần trước mình đem con Agen đó các bạn. Đấy, nó sẽ xuất hiện ở khu núi đó là nhiều. Bên khu vực rừng đỏ thì có một cái lượng metal kha khá, cũng sẽ khá là thích hợp để hỗ trợ mình trong cái việc farm metal. Nhưng mà các bạn thấy rồi đấy, lúc trước mình đâu có dám đi qua rừng đỏ đâu, tại vì mình sợ Thylaco leo. Với lại là cũng hơi khó vận chuyển, tại vì em agen của mình nó chưa có nhiều quay á. Còn bây giờ thì sẽ ok hơn rất là nhiều rồi. Bây giờ thì ok hơn rồi, tại vì agen của mình thì hiện tại là nó đã lên tầm khoảng là 18.000 máu rồi các bạn. 18.000 máu à. Rồi đâu đó là bây giờ đam của nó cũng rất là cao luôn. Và thực sự em agen này của mình là hơi bị chiến luôn nha. Khá là đáng tiếc vì cái lần trước em agen của mình không phải là một em agen max level. Nhưng mà hiện tại như thế là cũng được rồi. Hiện tại như vậy là mình thấy cũng rất là ổn áp nha các bạn nha. Ôi bây giờ mình có phải có cái cúp xịn nữa thì được. Hay. Bây giờ cái cục crystal á nó khác rồi nha các bạn. Cái cục cái cục metal nó khác rồi nè, các bạn nhìn nè. Không, nó sẽ lồi ra bên ngoài những cái như thế này, kiểu như nhìn giống sắt thật sự luôn chứ nó còn không có vàng vàng giống như cái trước kia nữa. Đây,
Dục đá đi. Sẵn ở đây mình gặp thì mình farm thêm một ít để tí đem về nhà cho tiện, khỏi cần đi farm nữa. Nhà của mình thì đang thiếu metal. Đang thiếu metal. Ok. Thường thường thì tụi đo e hay là tụi anh kilo thì nó sẽ xuất hiện ở trên những cái đá, mỏm đá núi như thế này. Mà bây giờ núi nhìn đẹp thật sự luôn. Agen của mình thì bây giờ chở thoải mái rồi. Ui cục này to phết. Quá to luôn. Ok để vô đây. Rồi bao nhiêu đây chắc là mình nghĩ là ok ổn rồi á. Không, chứa cũng kha khá nhiều rồi. Nhưng mà hiện tại là cái quay của nó mới được có 300 mấy thôi à. Ô, Oxiden à. À, Raptor. Đây rồi. Giết mấy con này luôn. Ui, Agen. Thôi chạy các bạn ơi. Trời thì cũng sắp gần tối rồi. Nên là mình nghĩ là mình nên đi tìm kiếm thú sớm đi. À đây rồi. Anh Kilo. Level 10 hả? Anh Kilo level 10 hả? Có bạn bè gì ở đây không vậy? Tìm thấy được một em anh kilo nhưng mà level 10 các bạn. Trời. Số mình nhỏ thật sự luôn á. Quá là xui luôn. Để mình lên đây coi xem rằng còn con khác không. Mình thấy có một con Cybertooth. Ừ bây giờ nếu mà gặp thì mình gấp về nhà luôn á. À đây một em ăn kilo nè. Nhưng mà sao có vẻ nó hối hả quá vậy. Ui level 140 nhưng mà mình mẩy nó be bét máu rồi. Trời ơi, nó sắp chết đến nơi luôn hay sao các bạn ơi. Từ để mình farm một xíu Oxiden ở đây đi. Mình farm một xíu Oxiden. Sau đó thì mình sẽ gấp nó về nhà của mình. Chờ cho con đó nó hồi máu lại đi. Đừng có chết nha mày. Không, mình không gấp nó là nó ấy rồi đó. Rồi về nhà nè em ơi. Mình gấp nó về thì mình cũng không quên xem xung quanh còn con nào không. Hết chuyện ở trên cái núi này thì khó quá. Con anh kilo này là nó phải là rất là may mắn luôn á khi được mình đem về á. Chứ nếu không là nó chết queo rồi. Tính ra là mình còn thiếu thêm một con Doe, một con farm trái cây nữa. Nếu như hồi nãy em Stego của mình không chết thì con farm trái cây nó còn rồi. Nhà của mình hướng nào vậy ta? Rồi, tắp bè à. Bây giờ nhà mình hướng này. Đi quên luôn cả đường. Rồi. Các bạn bay cao quá, map nó bị lỗi nè các bạn ơi. Bay cao quá hay là do mình chỉnh đồ họa nó chưa tới ta. Bay cao quá, đáng lẽ bên đây là đường đỏ nè. Nhưng mà các bạn thấy không, nó bị mất đi kìa.
Đúng là ở đang là ở giai đoạn ấy không mà, đang giai đoạn phát triển mà. Nên là chúng ta cũng không có thể nào đòi hỏi gì quá là nhiều. Hiện tượng giật lag á thì vẫn còn rất là nhiều nha. Không biết thì bao nhiêu stamina đây thì có đủ mà mình đưa em Ankylo này về nhà hay không nữa. Mai mốt thì mình sẽ ở nhà của mình chứ mình sẽ làm cái bẫy, mình sẽ làm cái chuồng chứ. Mình sẽ làm cái chuồng, cái mình đi bắt thú á, cái mình gấp. Mình gấp về cái mình dục vô cái chuồng đó, cái mình tem, nó sẽ dễ hơn rất là nhiều luôn. Ở đây thì tụi bờ 2 3 tụi bờ te luôn nè. Ui. Spino à, level cao không? Ui 240 các bạn ơi. Rồi 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 rồi, tới công chuyện mày rồi. Cái bẫy đợt trước của mình vẫn còn nha. Cái bẫy đợt trước của mình vẫn còn các bạn. Bây giờ mình đưa em Ankylo này về nhà. Rồi sau đó mình lấy cái bẫy của mình. Đó, mình làm cái bẫy của mình, sau đó mình qua mình bắt cái con Spino này mới được. Trời ơi, gần nhà luôn, tuyệt vời quá luôn rồi các bạn. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ây da, ây da, nói gì nói thằng hết stamina rồi anh em ơi. Ở đây đất cũng lành đúng không? Đất cũng lành thì mình đậu thôi. Chờ hồi stamina một xíu. Trời thì sắp tối rồi. Ồ, Agen hồi stamina cũng lâu á. U, một con Theji à. Theji level 40 thôi. Thôi về 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 về. Gần mấy con Theji này nó nguy hiểm lắm các bạn. Các bạn thấy nó đi chậm chậm vậy thôi ha. Nhưng mà thực ra là nó tấn công các bạn rất là nhanh. Với lại là cái vuốt của nó cào rất là đau luôn. Đó là một con có khả năng là xuyên giáp luôn á. Rồi. Ui ở dưới nhà mình có một cái công trình cổ à. Đến bây giờ mình mới biết á. Qua đây qua đây. Mình phải vận dụng hết tất cả những cái gì đang có ở nhà mình thì mới có thể thuần hóa được em Spino. Ví dụ như là narcotic nè, rồi rồi tên. Với lại là bây giờ mình có được cái cây nỏ khá là xịn các bạn. Nhưng nghĩ thì cái việc mà bắn ngủ em rồi ở đó đi, bắn ngủ em Spino thì nó sẽ cũng sẽ không phải là vấn đề gì đó là quá là lớn đâu. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị mấy cái thứ này đây. Lấy một ít gỗ 4 cánh cổng đúng không? Đây mấy cái này. Spino thì chỉ cần trap cổng là được rồi, không cần phải trap. Để mình coi mình làm được cái trap bự không đã. Rồi làm hai cái đi. Ok. Mình sẽ nung metal các bạn. Để metal ở đây. Mấy cái lò của mình nè. 300 mấy à. Cũng được. Rồi. Cháy lên đi em ơi. Cái này thì sẽ mình sẽ cất. Hồi nãy mình bỏ vô đây một ít mũi tên. Rồi bây giờ mình có được 9 mấy mũi đúng không? 70 mấy bình Naco à. Đây 20 bình nữa là 91 bình. Gom hết tài sản luôn. Gom hết tài sản chơi luôn các bạn. Gom hết tài sản để chơi cái chuyến này á. Và chắc là mình sẽ đi qua bên đó liền luôn quá. Và em Ankylo mình sẽ để ở đây để cho nó hồi máu. Nó dạo chơi nó hồi máu đi. Bây giờ là trời tối. Và nếu như đúng như những gì. Ôi con gì vậy? Con cano à. 220 à. Uầy. Cũng được phết đấy. Nhưng mà em cano ngoài kia con Spino ngoài kia thì làm mình khá là hứng thú các bạn. Bắt được một em Spino thì cái vùng đầm lầy ở dưới đây là cái vùng nước ở dưới đây là nó thuộc về mình luôn rồi.
Nó sẽ là của mình anh em ạ. Từ đó ở cái việc mà đi farm da với thịt á, thì sẽ không còn là vấn đề quá là lớn nữa. Ui, đôi e nè. Ừ, đôi e nè. À, leo e 70 à. Cân nhắc nha, cân nhắc. Chúng ta có thể là cân nhắc về việc là sở hữu một em đôi e 70 cũng được. Ở đây thì chắc là mình sẽ chế một ít tên đi. Tầm khoảng 50 mũi đi. Ơ kìa, cái này nó bị sao ấy. Còn lỗi quá. Cái gì mà quýnh sùm lùm ở trong đây vậy? Quýnh gì nghe kia ị đùng luôn các bạn. Thôi kệ tụi nó đi, mình cứ lo việc của mình. Chắc là mình sẽ chỉnh gamma lên một tí xíu. Gamma 3 đi. Đấy, mình sẽ chỉnh gamma một tí xíu. Trời, khá là tối rồi. Một tí nữa tối thui rồi. Hơi tối thôi chứ không phải là tối thui. Mình nói nhầm. Rồi, con Spino đâu rồi? Ủa, hồi nãy mình nhớ mình gặp nó ở đây mà ta. Cũng còn... À, đây, 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 đây. Nó ở đây, nó ở đây các bạn ơi. Rồi. Không biết bắt được em này không. Chắc là mình chọn giữa hai bên để làm bẫy á, thì chắc là mình sẽ chọn bên phía bên đây đi. Ủa, trứng của nó kìa, trứng của nó kìa. Mình sẽ chọn làm bẫy ở đây đi các bạn ơi. Tại vì ở phía bên kia thì có vẻ hơi nguy hiểm. Tại vì đó là rừng đỏ. Thính rơi xuống rồi kìa. Ủa, cái thính rơi xuống nghe tiếng ngầu vãi. Chỗ khác nè, chỗ đặt bẫy nè. Trời ơi, mấy thằng này nó giỡn mặt hay sao các bạn. Giỡn mặt với mình hay sao. Rồi, đây thì mình sẽ đặt cái bẫy gấu ra. Mấy con này chỗ khác nha, dính bẫy gấu là cút nha. Mình dám chắc với tất cả các bạn một điều là mình khi mà mình nhặt cái quả trứng này thì nó sẽ dí theo mình á. Đây, nhặt cái quả trứng này là nó theo mình chắc. Nhưng mà mình sợ nhặt quả trứng này thôi, cái mình không còn mạng để mình trở về quá. Chơi mày. Trời, nghe nói mày là vua sông nước đúng không? Nghe nói mày là vua của vùng sông nước đúng không? Vô đây. Bái vô đây nút. Bắt vào đây. Cái gì vậy? Đúng là mấy con phá hoại mà. Rồi nó đánh lộn luôn rồi mọi người ơi. Thôi mình phải phụ nó rồi. Phải phụ nó rồi. Nè 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 nè. Vua sông nước đúng không? Ôi, nó cắn con nhỏ luôn rồi. Nó chơi tới con nhỏ luôn rồi các bạn. Nó quýnh con Stego con rồi. Nó quýnh không trúng. Nó quýnh không trúng. Dễ cứu Stego con. Thôi mình không gấp được rồi, nó chết rồi. Nó chết rồi mọi người ơi. Nè, nè, dí cho tao. Làm lại đi. À, nó khôn quá. Đúng là một cái một loài rất là thông minh. Ê, đừng có đi xa. Chết luôn rồi. Nó bắt đầu nó đi xa khỏi cái trap của mình. Theo tao nè. Đúng rồi, theo tao nè. Tao cho mày cặp dài phát đó. Rụng dài cộng lông thôi.
Đụng dài khủng long là cùng. Đây 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 đây, vô vô vô. Vô. Nó thông minh đến mức như thế á. Nó thông minh đến mức như vậy luôn á. Hay. Rồi mày thông minh nữa đi. Ok ok ok, xong rồi các bạn ơi. Rồi, an tâm rồi đó, chúng ta có thể an tâm rồi đó. Ui. Bây giờ thì làm nhẹ một cái túi ngủ ở đây. Túi ngủ, túi ngủ. Túi ngủ đâu rồi? Mình thiếu thiếu da. Da thì agen của mình có. Rồi, làm hai cái túi ngủ. Lúc này thì mình sẽ bắn nó thôi. Mình nghĩ rằng nó sẽ ngủ nhanh thôi, tại vì đây là một cây nỏ có rất là xịn các bạn. Cây nỏ của mình đâu đó thì mình coi lại. Nó tới 270% đam lận. Nó bắn gấp 3 cây nỏ bình thường. Lên nhạc, lên nhạc. Để cho nó thấm đi. Nên an toàn một xíu. Con Spino này thì không có hít bóc các bạn. Mọi người thấy là mình bắn vào đầu hay là bắn vô người nó thì lượng đam nó cũng như thế á. Là nó sẽ không có hít bóc nha. Nên là thôi bắn vô người đi, nhìn cho nó bớt tàn nhẫn. Ok. Wow. Nó ngủ rồi mọi người ơi. Nó ngủ rồi, nó ngủ rồi, nó ngủ rồi. Và con này thì chắc là tem cũng khá là lâu á. Nên chắc là mình sẽ chờ đợi đi. Chứ nó ngủ hơi lâu quá các bạn ạ. A few moments later. Mình đã ở đây nguyên cả một đêm các bạn ạ. Và chỉ cần một tí xíu nữa thôi, mình không ra kịp thì em Spino này nó đã tỉnh dậy rồi các bạn thấy không. Nó chỉ còn ở đó tầm khoảng là 600 tô bồ. Và mình phải là chạy ra ngay lập tức và đút narcotic cho nó ăn. Đâu đó hiện tại thì sau khi mà trải qua một đêm á, thì em nó đã tụt tầm khoảng là 300 foot các bạn. Tầm khoảng là 300 nha. Nếu mà tính ra 300 thì 50 thì nó sẽ ăn 6 miếng. Và mình hy vọng thì khi mà mình đúng 6 miếng thịt đùi cho nó thì nó sẽ thuộc về mình. Bây giờ thì mình sẽ nhồi cho nó 2-3 bình narcotic một lượt nè. Rồi mình sẽ đi lại đây và thăm em Broto này. Thì con Broto này thì có level 40 thôi. Level rất là thấp. Nên là mình cũng có thể là không quá là lo ngại. Nó quýnh mình có 28 đam à. Các bạn thấy không? Em agen của mình bây giờ ghê lắm. Em agen của mình bây giờ phải gọi là ác quỷ luôn các bạn ơi. Đây, mình sẽ farm thêm con Stego này một ít nữa nè. Stego này thì có level cao hơn. Nó tới đây coi chừng nó rút, coi chừng nó rút. Tụi Stego này nó có chiêu là chích rồi nó rút stamina của mình á, nên là phải cẩn thận hơn một xíu. Rất là khó chịu. Đấy, nó quất dính là coi như là nhiều khi là nó rút stamina của mình luôn á. Cố lên, cố lên, cố lên again. Hay quá. Ok. Vậy là mình đã có thêm 7 nữa rồi, 7 với 9. 7 với 9 là tầm khoảng là 16. 16 thì chắc là được rồi đó. Hay. Quá trời thịt luôn các bạn ơi. Rồi. Không biết như thế nào đây. Một cục 36 à, 36 mà lên 49. Uầy, vậy là tính ra tầm khoảng là 10% các bạn ạ. 10% cho một miếng thịt đùi. Trời. Ây da, tí xíu nữa là nó tỉnh rồi nè. Wow, mình đã chờ nó.
mình đã chờ nó đúng một ngày các bạn nhìn nè. Bây giờ đã là 12 giờ trưa của ngày hôm sau rồi. 12 giờ trưa của ngày hôm sau rồi các bạn. Mà nó vẫn chưa tỉnh dậy ạ. Uầy, tem thú lâu thật sự luôn á. Và chắc mình nghĩ thì xin phép các bạn rằng mình sẽ nâng cái tem minh thú lên thêm một ít. Chứ bây giờ mình chờ nó rất lâu các bạn. Có thể nói là các bạn xem clip nhanh như vậy nha. Các bạn xem clip là có vẻ là nhanh đó, nhưng mà thật sự ra là mình chờ nó rất là lâu luôn ấy. Mình chờ nó lâu lắm. Chờ nó lâu điên luôn. Oh my god. Bây giờ thì nó chỉ đâu đó tầm được khoảng là... Ủa? Tem minh. Đấy, được 73% thôi. Mới được có 73% thôi à. À, rồi, nhà nghèo luôn rồi các bạn ơi. Nhà hết narcotic luôn rồi. Giờ phải đi lụm narcotic ở trong mấy cái bụi này để đút cho nó rồi. Trời ơi, nó tỉnh dậy một cái là chết cơm luôn ấy. Khổ quá, cực quá. Đừng có tỉnh dậy nha, công sức của tôi. Công sức của tôi đấy. Bây giờ thì mình sẽ nhặt nhạnh những cái Naco Berry ở đằng đây. Naco, ra Naco Berry đi.
Ok, và cuối cùng thì mình cũng đã thành công thường hóa được em Spino rồi các bạn ạ. Lâu, em đặt tên cái đó, Lâu V. Alo anh em. Ôi, cuối cùng thì mình cũng đã thành công thường hóa được em Spino có level sau khi mà tem xong á là 359 các bạn ơi. Ôi, một level gọi là quá là khá là cao, và hiện tại thì em đó là 8.400 máu, đam là 573% đam. Và rất tiếc một điều khi mà mãi nói với tất cả các bạn rằng mình không thể nào có thể là làm yên của em nó và cỡ cho tất cả các bạn xem ngay bây giờ được. Tại vì cái yên của em nó là cần 17 và số lượng nó cũng lớn chứ nó không hề nhỏ. Vì thế thì mình hẹn lặp lại tất cả các bạn vào trong tập lần sau nha. Thì mình sẽ test em Spino này cho tất cả các bạn xem. Và những bạn nào đang theo dõi video thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là đăng ký channel để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chào mọi người.